An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. For a love that seems so far, so I say a little prayer and hope my dreams will take me there, where the skies are blue, to see you once again, my love. Overseas from coast to coast, to find the place I love. Stop to keep myself from thinking, oh no. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Lòng ta vẫn thêm nhớ nhau, yêu thương nhau hoài. Khi gặp em anh thầm ước mong tình đôi ta sẽ mãi bên nhau trọn cuộc đời. Dẫu thời gian trôi ngày tháng qua thì anh hứa sẽ vẫn mãi không phai nhòa. Luôn cầu mong đôi mình có nhau, được bên em cùng đắp xây thiên đường tình. Cho lòng anh nhớ em nhiều hơn và anh chỉ muốn ta được bên cạnh nhau mãi mãi. Biết không em, tình anh đã trao em trọn muôn đời, đừng xa anh nhé, để tình yêu bền muôn suốt kiếp. Dẫu mai sau tình yêu ngàn năm cách xa, muôn trùng thì lời yêu đó anh chỉ trao cho em mà thôi. Lòng ta vẫn thêm nhớ nhau, yêu thương nhau hoài. Khi gặp em anh thầm ước mong tình đôi ta sẽ mãi bên nhau trọn cuộc đời. Dẫu thời gian trôi ngày tháng qua thì anh hứa sẽ vẫn mãi không phai nhòa. Luôn cầu mong đôi mình có nhau, được bên em cùng đắp xây thiên đường tình. Cô gái là em chứ ai, ngại chỉ lo chi nữa.
chăng đối với anh là cô dâu đẹp nhất. Cười lên đi cô gái, từ đây mỗi sớm mai nụ hôn anh êm ái sẽ đánh thức em dậy. Cười lên đi cô gái để cho anh thấy vui, anh hứa trọn đời ở bên anh nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi. Yes, chúng ta bạc hai mái đầu, chỉ cần anh thôi bên em cùng nhau vượt qua bao sóng gió nắng mưa, ta có sợ gì đâu phải không tình cảm thì hai họ đang kể tôi vui vẻ, nhưng cả cái ngày vui vẻ
cháu đi khám cho được cao rèn. Thế cũng muốn hỏi thêm một tí nữa, có chứ là đá ngoài thì tổ chức cấp vùng ngoài cũng bỏ kiểm khám cho ra chứ vùng ngoài không không. Rồi cho nên cũng hỏi chuyện của đôi thì tháng thì mới chuẩn bị. Nó cũng kiếm coi chuẩn bị cái cái đá đó lên trên cái đỉnh thôi, nó cũng mới thử ngay. Chú nào? Có nên quá thì nó lên. Đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chú rể là anh. Và sau ngày mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chia sát bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Ngày cưới hạnh phúc. Ngồi viết thiệp cưới mà em như mơ. Ngồi ngắm anh cưới lòng em vui thẫn thờ. Sau bao nhiêu tháng năm đợi chờ, giờ em rạng rỡ vây cưới cô dâu. Nụ cười mẹ cha nao nức trẻ thơ. Bạn bè chúc phúc lòng anh bao bất ngờ. Anh hạnh phúc như chưa bao giờ. Nguyện bên em xây ngôi nhà ước mơ. Đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chú rể là anh. Và sau hôm nay mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Chàng tình yêu mình chia sớt bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long. Ngày cưới hạnh phúc. Ngồi viết thiệp cưới mà em như mơ. Ngồi ngắm anh cưới lòng em vui thẫn thờ. Sau bao nhiêu tháng năm đợi chờ, giờ em rạng rỡ vây cưới cô dâu. Nụ cười mẹ cha nao nức trẻ thơ. Bạn bè chúc phúc lòng anh bao bất ngờ. Anh hạnh phúc như chưa bao giờ. Nguyện bên em xây ngôi nhà ước mơ. Chú rể là anh. Và sau hôm nay mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chia sớt bao vui buồn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dầu mưa gió ta cũng đón ngày mai. Ta thường nghe sau cơn mưa lao trên xe nắng lạnh, như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu. Chúng ta đã về chung một nhà. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi vẫn một giấc. Quan sát của ban tổ chức của chúng tôi, vậy là chiếc xe hoa mang biển số Trong Năm Hạnh Phúc đã hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình, đó chính là đưa đón chú rể Xuân Đức và cô dâu Mỹ Linh của chúng ta cập đến bến bờ hạnh phúc. Thưa quý vị, đúng là một đôi trai tài gái sắc. Một lần nữa, chúng tôi những người làm chương trình Đăng Quang Hạnh Phúc xin được kính chuyển lời cho đại gia đình, kính chuyển lời cho cô dâu và chú rể. Một lần nữa xin được gửi lời mời trân trọng nhất đến các bậc cao niên, các vị khách quý, các cụ ông, cụ bà. Một lần nữa chúng ta hãy cùng đan chặt tay nhau, rào nhanh những bước chân của mình vào bên trong khán phòng tình yêu, mang theo đó những nụ cười thật ngọt ngào nhất, những ánh mắt thật tuyệt vời nhất, để chúng ta cùng nhau chúc phúc cho cô dâu và chú rể trong năm hạnh phúc. Và ngay phút này đây, xin được trân trọng kính mời chú rể Xuân Đức và cô dâu Mỹ Linh. Chúng ta hãy cùng đan chặt tay nhau bước đến sân ga tình ái của mình, để chúng ta bắt đầu chương trình đại lễ thành hôn và đăng quang hạnh phúc. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể. Rất tuyệt vời, chúng tôi đang nhìn thấy cô dâu và chú rể của chúng ta, họ đang bước đi trong niềm hân hoan và tuyệt vời nhất. Những nụ cười thật rạng ngời đang ở trên khuôn mặt của họ tới gần đi. Rất tuyệt vời, em còn son thì anh vẫn còn son, không chỉ ta sẽ về chung một nhà. Và yêu thương ấy bây giờ cũng đã trở thành hiện thực tới gần đi. Ngày hôm nay đây tại gia đình cửa hàng của chúng tôi rất là vui mừng và hạnh phúc, được chào đón riêng dịp đông đủ của tất cả quý vị quan khách, điều hành thân yêu thật xa. Đã đặt lại những buồn bề trong cuộc sống để điều về đây, để cúng nhân danh cho những gì cao cả, nhân danh cho những gì tốt đẹp nhất, dành tặng cho cô dâu và chú rể. Rất tuyệt vời. Và bây giờ xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể của chúng ta hãy cùng nắm chặt tay nhau trở về với thiên đường tình ái của mình. Xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể. Vâng, thưa toàn thể quý vị, hai bông hoa đẹp nhất, lung linh nhất đã để tiểu tại đây đứng trước toàn thể quý vị ra mắt trước quan viên Ai Hồ. Xin toàn thể quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho sự xuất hiện của chú rể Xuân Đức và cô dâu Mỹ Linh ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa được không quý vị ơi? Rất tuyệt vời. Và xin được hân hoan nồng nhiệt chào đón tất cả quý vị quan khách đã đến với chương trình đại lễ thành hôn và đã có ngày phúc của chú rể Xuân Đức và cô dâu Mỹ Linh ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên cho phép Quỳnh Anh, Quốc Thắng thay mặt cho câu lạc bộ âm thanh ánh sáng Thuần Hòa, rạp cưới Trinh Trang xin được gửi tới toàn thể quý vị khách quý một lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Chúc cho toàn thể quý vị khách quý đầu xuân năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Vâng, kính thưa quý vị khách quý thân mến, thưa toàn thể hồi hôn, vậy là cô dâu và chú rể của chúng ta họ đã nở những nụ cười thật tươi và hạnh phúc, nan chặt tay nhau bước đến sân ga tình ái của họ rồi. Và tất cả quý vị của chúng ta cũng đã vừa thực hiện xong một cuộc hành trình mang đầy những hơi thở của nắng và gió, một cuộc hành trình mang đầy những hương thơm ngào ngạt của hoa lá mùa xuân, từ mảnh đất Kỳ Châu thân yêu trở về với đại gia đình quý hòn nhà trai. Và kính thưa quý vị khách quý thân mến, thưa toàn thể hồi hôn, vậy là bây giờ trong suối thì đã dồn về một sông, trong sông đã dồn về biển cả. Quý vị có mặt ở nơi đây thì tam sơn tứ hải giao bằng hữu, gia đình hai họ thì tình hiền nhân nghĩa kết suy ra, cho nên có thể nói rằng hôm nay sum họp trúc mai, tình trong một khắc mà nghĩa dài thì trăm năm. Hôm nay tứ hải giao tình, tuy rằng bốn biển nhưng chung một nhà, và lời chào thì cao hơn mâm cỗ. Thay cho những lời chia sẻ và thay cho những lời cảm thông, ngay phút này đây xin được cô dâu và chú rể của chúng ta khẽ cúi đầu xuống để gửi tới lời chào, lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý vị. Xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể. Và một tràng pháo tay thật lớn thật dài được không ạ? Rất tuyệt vời, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, tình yêu luôn là một đề tài rất đẹp và rất lãng mạn. Nhưng bên cạnh sự lãng mạn ấy, tình yêu còn là một kho tàng bí mật mà ít ai có thể hiểu hết được về nó. Nhưng có một điều trong tình yêu mà ắt hẳn trong chúng ta sẽ đồng cảm với nó, đó chính là khát vọng của tình yêu. Mà khát vọng của tình yêu thì không bao giờ thay đổi. Cũng chính vì lẽ đó mà theo quy luật của
con người như chiếc cầu vồng băng ngang qua cơn mưa, lưng tỏ ánh hào quang tràn đầy hy vọng. Và rồi chú rể Xuân Đức và cô dâu Mỹ Linh của chúng ta cũng thế, không biết họ đã gặp nhau từ bao giờ, mặc dù hai con người, hai tính cách, hai điều kiện bản thân khác nhau, để rồi một lần tình cờ họ vô tình gặp nhau trên con đường tình yêu. Những ánh mắt, những nụ cười đã làm cho hai trái tim của họ phải thổn thức. Để rồi ngày hôm nay đây, được sự nhất trí của các cấp chính quyền, được sự cho phép của quan viên hai họ, đôi bạn trẻ đã chọn được ngày lành tháng tốt. Đó là ngày mùng 10 tháng 2 năm 2019, tức ngày mùng 6 tháng 1 năm Kỷ Hợi, để họ quyết định sống bên nhau, quyết định trao cho nhau cả cuộc đời. Đó chính là cử hành hôn lễ. Và không làm mất thời gian của quý vị thêm hơn nữa, cho phép Quỳnh Anh xin được trình trọng tuyên bố chương trình đại lễ thành hôn cũng như đăng quang hạnh phúc của chú rể Xuân Đức sánh duyên cùng cô dâu Mỹ Linh xin phép được bắt đầu. Và kính thưa quý vị khách quý thân mến, thưa toàn thể hội hôn, quý vị biết đấy, nước biển mênh mông thì nó đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lồng không phủ kín công cha. Tân tạo sớm hôm, mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy, cha che chở cho con. Thật quả, thật đúng là như vậy thưa quý vị. Để có được một cô dâu và chú rể của chúng ta thật xinh đẹp và lộng lẫy như ngày hôm nay đây, chắc hẳn ngay phút này đây, người mà cô dâu và chú rể của chúng ta đã và đang nhớ đến đầu tiên, đó chính là nhớ đến những người làm cha, làm mẹ, nhớ đến những con người đã từng một nắng hai sương, dầm mưa dãi nắng, đã từng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, hy sinh và cống hiến cả cuộc đời của mình để dành tặng cho cô dâu và chú rể của chúng ta được có ngày hôm nay và được hạnh phúc như ngay bây giờ. Vâng, và những đấng sinh thành mà chúng tôi đang nói đến ở đây, cho phép tôi xin được trân trọng giới thiệu về phía họ nhà trai, ông Lê Xuân Hương, bà Đặng Bích Chính, xóm 8, xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, được khắc tên trên cánh thiệp hồng. Với họ nhà gái, ông Nguyễn Quang Hòa, bà Đầu Thị Đuề, xóm 6, Châu Long, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, cho phép Quỳnh Anh, Quốc Thắng thay mặt cho những người làm chương trình, thay mặt cho toàn thể quý vị có mặt tại đây, xin được chúc cho hai họ sâu xa ngàn năm còn nguyên vẹn, hạnh phúc trăm năm vẫn đẹp đôi. Và ngay phút này đây, xin được trân trọng kính mời một vị đại diện cho phái đoàn quý hòn nhà trai và quý hòn nhà gái bước lên sân khấu, bước lên thềm mộ hạnh phúc của đôi tân lang và tân gia nhân để có đôi lời chia sẻ, đôi lời dặn dò cũng như đôi lời cảm ơn đến tất cả quý vị đã có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa, chúng tôi những người làm chương trình đăng quang hạnh phúc xin được trân trọng kính mời một vị đại diện cho đại gia đình quý hòn nhà trai, quý hòn nhà gái bước lên sân khấu. Một lần nữa, xin được trân trọng kính mời. Thứ hai họ toàn thể hôn trường, hôm nay là ngày lành tháng tốt, là ngày đăng quang hạnh phúc cho hai cháu, xin phép đại diện cho hai dòng họ được thế là xin chân thành cảm ơn sự có mặt của hai họ quý bậc cao niên, thông gia hôn hiếu, bạn hữu gần xa để đến chia vui cùng gia đình, hai gia đình chúng tôi. Đầu xuân năm mới năm Kỷ Hợi, xin kính chúc hai họ quý bậc cao niên, thông gia hôn hiếu, bạn hữu gần xa lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, thật đúng là cha là nguồn gốc lý tưởng và tương lai, mẹ là ánh sáng soi rọi từng bước chân của con trên đường đời. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, lời phát biểu vừa rồi thật ngắn gọn nhưng lại chứa đựng rất nhiều những tâm tư tình cảm thưa quý vị. Và cho phép Quỳnh Anh thay mặt cho đôi nương, chúng con xin hứa sẽ sống tốt đời đẹp đạo để xứng đáng là dâu hiền, là rể thảo. Một lần nữa xin được cảm ơn bác rất nhiều. Vâng, kính thưa quý vị khách quý thân mến, thưa toàn thể hội hôn, thật đúng là thiếp chờ chàng tình như đêm đông chờ lửa, như sa mạc chờ mưa, đi sớm về trưa, tình chồng nghĩa vợ, bây giờ là đây, là lây, là lúc cô dâu và chú rể của chúng ta, họ sẽ cùng nhau trao cho nhau kỷ vật thiêng liêng nhất của tình yêu, đó là chiếc vòng nhẫn cưới, và đó chính là định mệnh để hai bạn sống với nhau đến đầu bạc răng long. Và bây giờ xin mời cô dâu và chú rể của chúng ta hãy lấy những chiếc nhẫn của mình ra và đan lên những ngón tay xinh xắn của mình. Xin mời cô dâu và chú rể, âm thanh, ánh sáng, xin mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, như
chiếc nhẫn không có điểm đầu cũng không có điểm cuối. Điều này chứng minh được một điều rằng tình yêu của họ không biết họ đã bắt đầu từ đâu và cũng sẽ không bao giờ kết thúc. Cho phép Quỳnh Anh xin được gửi tới lời chúc phúc đến hai bạn trẻ, chúc cho hai bạn trăm năm tình viên mãn. Xin được trân trọng kính mời Radio Thanh Bình đến từ mảnh đất Kỳ Châu thân yêu. Hãy ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất của cuộc đời của mỗi con người sống ở đây. Xin được trân trọng kính mời Radio Thanh Bình. Rồi mai đây kiếp sống có đôi đời buồn vui. Rất tuyệt vời. Vâng, kính thưa quý vị khách quý thân mến, vậy là bây giờ họ đã chính thức về chung một nhà, chung cha, chung mẹ, rồi chung bà, chung ông. Ban ngày thì chung việc ngoài đồng, tối về chung chăn, chung gối, chung phong rồi chung màn, chung luôn những tiếng thở than. Và sau này sẽ chung một nhà hạnh phúc với một đàn con sinh. Và ngay phút này đây, xin được kính chuyển lời cho tất cả quý vị đã có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin chúc cho hai bạn trong năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Vâng, và tiếp theo chương trình, xin mời hai bạn hãy tiếp đến những tháp bánh phu thê tượng trưng cho những gì ngọt ngào nhất của tình yêu hai bạn. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa quý vị khách quý thân mến, thưa toàn thể hội hôn, quý vị biết đấy, thế giới mà nó có tình yêu thì mặt trời sẽ tắt. Bởi lẽ tình yêu là một thứ gì đó, nó thiêng liêng lắm, nó cao quý lắm thưa quý vị. Và tình yêu chính là nơi bắt nguồn của mọi cảm xúc. Và bây giờ xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể hãy cắt những tấm bánh của mình ra. Và một tràng vào tay nữa thật lớn thật dài được không quý vị ơi? Lớn hơn đi ạ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Làm cha làm mẹ, chiếc bánh cũng tượng trưng cho tình yêu khát vọng thiêng liêng của hai bạn và cũng sẽ tượng trưng cho những thiên thần bé nhỏ sẽ góp mặt trong đại gia đình của họ. Và một lần nữa cho phép Quỳnh Anh xin được chúc cho hai bạn hạnh phúc sống với nhau đến đầu bạc răng long. Và bây giờ còn chần chờ gì nữa, xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể hãy tiến gần hơn đến những tháp ly và những chai rượu sâm banh để chúng ta đến với nghi lễ khôi rượu sâm banh. Xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể. Xin được trân trọng kính mời thiên áo cưới Thanh Bình Studio đến từ mảnh đất Kỳ Châu thân yêu. Hãy ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất của cô dâu và chú rể. Xin được trân trọng kính mời ảnh viên áo cưới Thanh Bình. Được trân trọng kính mời chú rể hãy sắp thật mạnh và mở thật kêu ly rượu đầu tiên của mình. Rất hồi hộp thưa quý vị. Wow, rất tuyệt vời. Chai này dành tặng cho cô dâu đi chú rể ơi. Và bây giờ sẽ là nhiệm vụ để mở chai thứ hai đi chú rể ơi. Và ngày phút này đây, chúng tôi những người làm chương trình đã có hạnh phúc. Xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị đang ngồi ở dưới bàn tiệc. Chúng ta, hãy cùng rót đầy những ly bia, những ly rượu của mình để cùng uống chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị. Wow, rất tuyệt vời. Suối bé nhỏ ngày đêm miệt mài chảy mãi cũng như tình yêu của họ ngày đêm trao cho nhau, ngày đêm cống hiến cho nhau thì cái đi. Và bây giờ xin được trân trọng kính mời chú rể hãy cùng dành tặng cho cô dâu một ly, ly dưới cùng là ly kết tinh của những tinh túy tốt đẹp nhất. Và bây giờ xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị đang ngồi ở dưới bàn tiệc, chúng ta cùng nhau rót đầy những ly bia, ly rượu và cùng giơ cao tay để cùng uống với cô dâu và chú rể được không ạ? Những ly bia, ly rượu của tất cả quý vị đâu rồi ạ? Xin mời cô dâu và chú rể hãy quay mặt vào nhau. Vâng, và xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể hãy bước ra giữa sân khấu của mình và để cùng uống với nhau ly rượu giao bôi. Xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị hãy giơ cao tay những ly bia, ly rượu hồng của mình được không ạ? Hãy giơ tay cao lên được không ạ? Giơ hết lên được không? Và bây giờ cùng hô to với em nhé. 3, 2, 1, sâm banh!
trân trọng kính mời tất cả quý vị. Xuân Đức và cô dâu Mỹ Linh đã khép lại. Và ngay phút này đây, một lần nữa chúng tôi những người làm chương trình Đăng Quang Hạnh Phúc đến từ câu lạc bộ Ánh Sáng Thuần Hòa và Đạp Cưới Trinh Trang xin được gửi lời cảm ơn và tri ân sâu nặng nhất đến tất cả quý vị đã tề tựu đông đủ về đây để cùng chúc phúc cho cô dâu và chú rể trong năm hạnh phúc. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc cho tất cả quý vị, anh chị và các bạn có một buổi dự tiệc thật vui vẻ và hạnh phúc. Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể hãy cầm ly rượu của mình đi xuống từng bàn tiệc để đón nhận những tình cảm mà toàn thể quý vị dành tặng cho hai bạn trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể hãy xuống dưới từng người một, từng bàn một. Để chúng ta cùng nhau tri ân, tri nghĩa, tri hữu, tri tình, tri người. Tất cả quý vị xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quý vị cũng giống như tôi. Quý lên quý vị ơi.
Thank you.
anh đã quyền một giây yêu em. Dù cho nhân môi kia vai mờ, dù cho mắt xanh kia gió mang đi tơ lòng anh dịu
nghe câu ví rằng là
Your space is always